sáng mà mình sáng trưng mà cho nên vẫn chưa sáng. Dạ thưa anh chị mình nha, mình đang đi trên cái sông này là sông Cần Thơ, cái nhánh của sông Hậu. Mình đi giữa hai cái quận, bên tay phải mình là quận Ninh Kiều, và bên tay trái mình là quận Cái Răng. À, mình đi đây tới chợ nổi là thời gian mình mất khoảng 25 đến 30 phút. Và mình sẽ qua đi bốn cây cầu. Cây cầu đầu tiên ngang chỗ mình là cây cầu Quang Trung. Cây cầu thứ hai là cây cầu Hưng Lợi. Và cái cầu thứ ba là cái cầu Trần Hoàng Na, có người gọi là cầu Vòm đó. Và cầu thứ tư là cái cầu Cái Răng đó. Qua cái cầu đó khoảng 300 mét nữa là mình sẽ tới chợ nổi Cái Răng. Đi trên sông thì anh chị mình lưu ý giùm em nha. Một là mình không để tay ra ngoài. Hai là mình chụp mình đó, cái điện thoại mình giữ cho kỹ, mình không có để ra ngoài nha. Mình để ra ngoài rớt sông đó, ở đây tới khi bằng bà Thủy giật á, bà giật cái là bà không có trả lại đâu. Bên tay phải mình cái tòa nhà cao cao là cao nhất của thành phố Cần Thơ đó, tòa nhà Wincom có tổng cộng là 30 tầng và một cái tầng hầm ở dưới để dành để xe á. Cái chương trình của mình đó là mình sẽ đi trước hết mình đi vô là mình đi xuôi dòng, mà nói mình đi ngoài chợ nổi Cái Răng ở phía ngoài. Sau đó một, ví dụ gia đình mình có ăn sáng thì em dừng lại cho ăn sáng. Còn hai á, nếu không ăn sáng thì mình ghé tham quan lò hủ tiếu đó, mình lên đó xong rồi á, mình mới quay về Cần Thơ lại là tầm khoảng 2 tiếng. Trên nó hầm nó đậy lại, còn cái này chống đó là nó chở cát á, chở cát nó sang lấp mặt bằng á.
khi mình qua rồi đó là đã cấm xe tải, đi xe khách lớn đó, chỉ 16 chỗ trở lại thôi, còn cái cầu này là nó né trung tâm luôn, xe lớn nó đi nhiều. Nó có sầu lan lớn à, nó bè lứa ra đó là chở chấu á, chở chấu để đốt lò rồi đó, giờ nó lên chấu hết rồi, nó lại lấu chấu lên nữa, nó cao lắm, nó bè lưới hai bên có bạc. Dạ xong nó chùm lại, mình đang đi nước này là con nước lớn nghe anh chị, nước ở đây lên xuống này thì chiều nó là 6 tiếng lớn và 6 tiếng gồng một ngày, nó trễ nhau 1 tiếng đồng hồ. Chiều sáng nay là 5 giờ nước bắt đầu lên, thì ngày mai 6 giờ, 4, 7 giờ nó cứ trễ 1 tiếng đồng hồ. Ở đây mùa lũ á, là nước lên cao lắm, cái cầu tàu hồi nãy mà anh chị xuống á, là nước nó ngập luôn. Nó ngập nhưng mà nó ngập lên tới đỉnh thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là nó bắt đầu nó gồng, nó dịch xuống. Chứ nó không phải ở hoài một mức như là mùa lũ ở trong giáp với Campuchia. Mùa lũ nội đồng á, giáp với Campuchia, Việt Nam, Campuchia mình á là nước nó không thoát được, nó cứ lên gì hoài. Ở bên tay phải mình có cái nhà bè đó anh chị, ở mấy người nó không có nhà trên bờ đó, nó làm nhà bè vậy, nổi ở nhà trọ. Nhà cầu Trần Hoàng Na có người rồi, thank you.
đèn nhiều lắm, trước mặt mình đó là cầu Cái Răng. Cầu đó là mình tiến dần như vài trăm mét nữa là mình tới Chợ Nổi. Trên bên tay phải mình là có sinh đi vô đó, sinh đầu xấu, đầu của con Cá Sấu. Còn gần gần trong bờ thì khoảng 5-6 mét, sát bờ thì nó cạn nữa. Đừng có cởi áo phao ra nha. Với lại mình không có bỏ cái tay ngoài thành tàu nha. Nói vô trong này có mấy cái ghe bán hàng á, bán hoa quả trái cây á, họ cập cho mình dữ lắm á. Mình lột áo phao ra là giao thông nó chụp hình được là bằng 750.000 một người đó, tội nghiệp em. Vô chị tới chút xíu nữa. Vô trong nhộn nhịp lắm. Mình về 7 giờ có chuyến nữa. Anh chị mình nhìn thấy mấy cái nhà bè bên tay trái á, nhà bự bự to to đó, nhà bè không đó, chứ không phải nhà trên cạn đâu. Mấy cái nhà này là như đại gia ở trên phố á, ba mặt tiền, bốn mặt tiền không không. Cái riêng Chợ Nổi này nha anh chị, vợ chồng là không có giận nhau lâu được, cứ nằm chung đó. Rồi ai mà có lỗi sống đánh lắc cái giả bộ lăn qua là hết giận rồi. Bây giờ bắt đầu tới đầu chợ nha, em chạy từ từ cho gia đình mình xem. Ở trên cái thuyền của họ đó, họ có cắm một cái cây sợi tre hoặc cây sắt, họ bẻo cái hàng họ lên đó. Nhân cái này gọi là cây bẹo nha. Bẹo cái gì là bán cái đó, treo cái gì là bán cái đó. Rồi riêng quần áo phía sau thuyền á là họ treo, họ phơi nha, họ không có bán nha. Bán là như con nhộng luôn á. Cái này bán dứa, ở miền Nam mà gọi là phốm á.
trước mình nó đen đen đó là củ khoai mỡ, khoai ngọt, khoai tím tím mà để nấu canh tép á. Người ta hay vô cái túi 10kg, 10kg vậy đó, là bán sỉ. Nói giờ này anh này nó thích nè. Trước mặt mình ở miền Nam gọi là củ sắn, miền Bắc gọi là củ đậu á. Miền Nam mà Nam kêu bằng củ sắn đó, mà Bắc kêu củ đậu. Ở đây mấy cái ghe anh chị nhìn cắt mấy mười mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại đó, cái ghe nó để chữ A chữ D đó là An Giang đó. Mình con mắt à, tại vì ngày xưa là mấy con cá lớn hay tấn công cái ghe nhỏ đó, thành ra mấy già làng bắt buộc phải vẽ cái con mắt cho to hơn con cá, cho con cá nó nhìn thấy nó sợ á, nó đi nó không dám lại gần tấn công. Bây giờ là chỉ tâm linh thôi chứ không có cá to nữa đâu. À, cá to không có ăn nữa. Này khoai lang nè, mấy anh cướp biển nè, mấy cái cây nước uống cà phê rồi nè, anh cặp mình nè, anh chị nhớ là bỏ tay trong nha, không bỏ ngoài nha. Đây cái cây đây, cái này dâu da với nhãn nè. Không cà phê vô nặng nóng vô cô chú anh chạy ơi, dâu da với nhãn nha. Chú sữa đậu nành hay là cà phê dừa dứa vậy không chị? Ba hút cà phê sữa đậu nành nóng cho cô chú ơi. Cà phê đá sữa đậu nành nóng 10.000, cà phê sữa 15.000. Nước gì mà anh? Anh hút cà phê là sữa đậu nành vậy? Đây người ta bán sỉ đó, nhìn thấy ba chuyện đó, tôi 10 kg 10 kg vậy đó, giao bạn hàng. Cái này nó có cặp vào không? Nó cặp vào mình không? Không chị, nó bán rau củ quả thôi, củ hành, bí, bán sỉ, khoai, nó bán có nhiều loại nè, họ treo nhiều loại. Ở đây có cách quảng cáo đó là đặc biệt đó, hơn 100 năm rồi đó. Tại vì dưới sông là ồn ào lắm, họ không có rau được đâu. Ở bên tay phải mình có ghe bán sầu riêng á. Dạ đúng rồi chị, nó khoảng đoạn này, tại cái mùa này trái cây không có nhiều á, cái mùa gần Tết á, mà trái cây nhiều hơn thì họ rất là đông chợ nó dài nữa.
mình bên tay trái mình đó là hủ tiếu nhà bè nha, mình sẽ ghé vô đó, tại vì cái bè này hiện giờ đang khuyến mãi nè, mua 5 tặng 1. Ví dụ anh chị mà muốn hai ba người mà muốn mua hủ tiếu bịch á 30.000 bịch đó, mình muốn mua thì mình hùng lời mua 5 bịch là tặng bịch. Beep. Beep. Beep.